thể nói chưa bao giờ lực lượng chức năng cùng đội ngũ tình nguyện lại phủ sóng khắp mọi mặt trận như vậy. Từ vùng dịch, tâm dịch, khu phong tỏa, khu cách ly rồi khu nguy cơ cao. Và dù là đang mặc trên người màu áo thuộc bất kỳ lực lượng nào, thì tất cả đều hướng đến nhiệm vụ quan trọng nhất, đó chính là phòng chống dịch bệnh. Chúng ta vẫn đoán được sự vất vả và nguy hiểm này mà họ đang phải đối mặt. Tuy nhiên thì những hình ảnh thực tế về công việc của họ sẽ làm bạn phải xót xa và nể phục hơn nữa. Đơn cử như trong đoạn clip ngắn dưới đây, được quay lại trong một chốt kiểm soát dịch bệnh. Dưới cơn mưa lớn cùng sức gió giật mạnh, lực lượng chức năng phải dầm mưa, dùng sức mình ghì chặt các cột chống giữ để vững chốt kiểm soát dịch. Phía bên dưới đoạn clip, nhiều người bày tỏ tâm trạng xót xa và cảm thấy biết ơn rất nhiều với những gì đội ngũ chống dịch đã làm. Bởi trong khi một số cá nhân còn than vãn vì dịch bệnh khiến họ bức bối không thể ra ngoài hay đi lại, thì lực lượng chức năng và nhân viên y tế cùng các đội tình nguyện đang nỗ lực không ngừng để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.